su vừa bẻ mãi mới được tay mano canh như thế này với cái nút like để biểu thị với mọi người về nội dung video ngày hôm nay. Đó là tại sao khách hàng không nhấn nút like cho sản phẩm của bạn, hay nói cách khác đó là lý do người ta không thích sản phẩm của bạn, bạn không bán được hàng khi kinh doanh online đó là gì. Thì trong video này Su sẽ chia sẻ với mọi người một số những cái quan điểm của Su về việc là mình chọn lựa sản phẩm như thế nào hoặc mình tạo ra sản phẩm như thế nào thì mới nhận được sự quan tâm hay là sự yêu thích của khách hàng đối với bạn. Thì ở trong kinh doanh, với bất kỳ một cái ngành hàng nào thì sẽ phải, khi mà các bạn tạo ra sản phẩm thì các bạn sẽ phải có cái sự độc đáo trong sản phẩm. Thì cái này viết tắt của tiếng Anh nó là USP, nghĩa là điểm bán hàng độc nhất. Thì với bất kỳ một ai mà làm kinh doanh ấy, thì mọi người sẽ phải có những cái sự độc đáo ở trong sản phẩm, trong thương hiệu hoặc là trong doanh nghiệp của bạn để có thể thu hút được với khách hàng. Không kể là thời trang đâu nha, mà bất kỳ một cái ngành hàng về mỹ phẩm hay là về một cái gì đấy đều phải có cái sự độc đáo. Thì Su sẽ phân tích cho mọi người tất cả những cái quan điểm của Su cũng như là những cái kinh nghiệm trong quá trình làm việc của Su, làm như thế nào để mình có thể tìm được cái điểm độc đáo ở trong cái sản phẩm. Su biết là trong những bạn mà đang theo dõi kênh của Su thì có rất là nhiều bạn mới khởi sự kinh doanh hoặc là mới tập kinh doanh thôi, và mọi người chưa có nhiều vốn, nên lúc nào mọi người cũng sẽ nghĩ một cái mà lợi thế bán hàng của các bạn đó là các bạn tự làm được hết từ A đến Z, các bạn có thể tự làm ở nhà không tốn chi phí nào, và các bạn có thể tự hạ cái giá thành của mình xuống thấp hơn, và đấy là cái điểm mà các bạn có thể ưu thế hơn đối thủ. Thế nhưng đây là một cái phải gọi là vô cùng sai luôn, tại vì bạn không thể nào hạ thấp xuống nữa so với những cái bên mà họ có một cái hệ thống lớn hay là họ có cái ưu thế về nhập hàng tốt hơn bạn. Đương nhiên là ví dụ như là nếu như mà bạn tự làm hết từ A đến Z thì cái chi phí ở trong doanh nghiệp của bạn không lớn bằng người ta thì bạn có thể hạ xuống, nhưng vấn đề là cái số lượng hàng của bạn nhập vào nó không lớn nên cái giá cost của sản phẩm, cái giá nhập vào của sản phẩm bạn đã cao hơn rồi. Còn người ta có cái gì? Mặc dù người ta là chi phí lớn hơn bạn, nhưng cái lợi thế của người ta đó là người ta có thể nhập rất là nhiều hoặc người ta có công nợ đối với nhà cung cấp, thì cái giá sản phẩm người ta có thể làm thấp hơn bạn. Thế nên là cái việc cạnh tranh về giá cứ thấp thấp nữa thấp mãi không bao giờ là một cái ý tưởng hay cả. Bạn bây giờ để mà bán được hàng hay là cái sản phẩm của bạn có cái gì đấy độc đáo hơn, khác biệt hơn so với đối thủ thì bắt buộc là bạn phải suy nghĩ một cách đắn đo sâu sắc hơn, làm thế nào để mình có thể tạo ra được cho sản phẩm của mình một cái sự độc đáo mà chỉ bạn có thôi, hoặc là rất ít người có thể bắt chước hay là chạy theo bạn. Để mà tìm ra được cái điểm bán hàng độc nhất thì trước tiên các bạn phải trả lời ba câu hỏi cho mình. Mình ở đây là các bạn ấy chứ không phải là mình là Su. Các bạn phải trả lời được ba câu hỏi. Đầu tiên là khách hàng muốn gì, khách hàng cần gì. Thứ hai là bạn có thể làm được gì, bạn làm được gì tốt nhất hay là bạn có thể làm được gì cho khách hàng. Và thứ ba đó là đối thủ cạnh tranh của bạn họ có thể làm được gì hay họ đang làm gì. Thì đây là ba câu hỏi mà bạn phải tự trả lời và bạn tìm ra được cái câu trả lời cho chính bản thân mình thì bạn mới có thể tìm ra được cái USP. Cái USP nó chính là cái điểm giao thoa ở giữa ba câu hỏi đó. Su lấy ví dụ như là đối với ngành thời trang như là Su đang theo đuổi đi, thì đối thủ họ làm được rất là nhiều thứ. Có những đối thủ mà họ đã là công ty may mặc rồi, họ có một cái độ nổi tiếng ở trên thị trường rất là lớn. Hay đối thủ của Su đó là những công ty thời trang nhanh, hay là với những bên mà họ có thể bán hàng trực tiếp từ nước ngoài đến Việt Nam, như là các bạn mua hàng ở trên Shopee hay Lazada là bây giờ ship thẳng từ Trung Quốc về Việt Nam rồi. Có nghĩa là cái độ cạnh tranh của cái ngành thời trang này vô cùng lớn, và đối thủ của Su họ làm được rất là nhiều thứ. Vậy thì bây giờ Su có thể làm được gì cho khách hàng của Su? Thì khách hàng của Su là ai? Họ là những người mà đã đi làm công sở rồi và họ có cái style, có cái sở thích về minimalism, là họ có yêu thích cái sự tối giản và họ muốn là mình có thể mặc đẹp, mặc tiết kiệm nhưng mà vẫn phải thật là chỉn chu, thật là thanh lịch khi mà đi làm. Thì đấy, khi mà Su trả lời được hai cái câu này rồi nhá, là Su đã loại bỏ được một số những cái đối thủ trên thị trường. Nghĩa là bên nào mà làm những cái sản phẩm mà theo kiểu maximalism hay là theo kiểu trend nhiều thì đấy không phải là đối thủ trực tiếp của Su nữa, và Su có thể là bỏ họ ra khỏi cái danh mục là đối thủ trực tiếp. Thì khi mà đối thủ trực tiếp của Su là những cái bên mà họ cũng đi theo cái style minimalism này, họ có thể cung cấp được cho khách hàng rất là nhiều những cái sản phẩm, thì bây giờ Su có thể làm gì cho khách hàng của mình mà tốt hơn họ? Đây là một cái bài toán vô cùng khó mà tự mình đặt ra và mình phải tự đi tìm cái câu trả lời. Thì Su nghĩ là
về chất liệu mình có thể làm được gì cho khách hàng, về kiểu dáng mình có thể làm được gì cho khách hàng, hay là về những cái chi tiết mình có thể làm được gì. Thì đấy là những cái mà mình phải tìm ra làm thế nào để mình tốt hơn đối thủ, hoặc là những cái dịch vụ mà mình cung cấp cho khách hàng phải tốt hơn các bên khác, hoặc là tốt nhất trong cái tầm có thể của mình làm được. Su nói trước về phần dịch vụ mà Su có thể cung cấp cho khách hàng đi. Đó là mình có thể may đo cho khách hàng. Khi mà cái size bán sẵn của mình nó chỉ là những cái size kiểu medium trung bình thôi, phù hợp với những dáng người cơ bản. Nhưng nếu ai có vóc dáng lớn hoặc là quá là nhỏ thì sẽ làm như thế nào? Thì mình sẽ có cái cung cấp dịch vụ đặt may cho họ không tính thêm phí. Nghĩa là với cái giá mà bạn mua một cái sản phẩm như thế này, nếu bạn mua hàng có sẵn như thế nào thì bạn đặt may theo cái yêu cầu của bạn, ví dụ như là lớn hơn hay là nhỏ hơn, thì sẽ không mất thêm cái chi phí gì cả. Trừ khi là ví dụ cái váy như thế này nhưng bạn muốn dài nữa thì mình sẽ tính thêm một chút chi phí về nguyên vật liệu thôi, còn cái chi phí công thì sẽ không bao nhiêu cả. Thì đấy là cái dịch vụ mà Su nghĩ là mình có thể cung cấp cho khách hàng tốt hơn là khi mà họ order một cái sản phẩm ở nước ngoài, họ sẽ không có cái dịch vụ như vậy. Hay là về chất liệu thì Su gọi là Su rất là cực đoan, có thể dùng là từ cực đoan với cái chất liệu của mình ở đây. Đây là một cái chất liệu mà nó là sản phẩm key của mình, thì Su sử dụng nó vào rất là nhiều những cái mẫu mã khác nhau. Ví dụ như cái áo của Su và cái áo mà chị B đang mặc ở đây thì là hai cái chất liệu mà Su khách hàng khi mà đã thích rồi thì Su tập trung vào cái chất liệu này. Và có thể là sẽ có một số khách hàng họ không thích cái chất liệu này, nhưng mà khi mà mình đã cực đoan với cái chất liệu của mình rồi ấy, thì mình sẽ làm sao để nó tốt nhất có thể để phục vụ tệp khách hàng mà họ mong muốn cái sản phẩm, cái chất liệu đó ở sản phẩm của mình. Hay là những cái kiểu dáng mà Su có thể cung cấp cho sản phẩm là gì? Ví dụ như mọi người sẽ nhìn thấy cái váy này ở đây, nó là một cái váy baby doll suông, nhưng mà Su sẽ thêm một cái phần chi tiết rời này vào để cho khách hàng, và họ có thể cài cái đai này vào và trở thành một cái váy ôm, váy để tôn lên cái vòng eo của họ. Nhưng mà khi mà họ muốn thoải mái hơn, hay là với những cái giai đoạn mà khách hàng mục tiêu của Su hướng tới là họ sẽ có bầu, hoặc là cái vóc dáng của họ sẽ có sự thay đổi, thì họ hoàn toàn vẫn có thể sử dụng, vẫn có thể mặc được cái kiểu như thế này. Đó thì là cái chi tiết mà Su có thể cung cấp được cho khách hàng dựa vào cái việc là mình đã làm sản phẩm như thế nào. Thì bên cạnh cái sản phẩm như cái váy mà Su đang giới thiệu với mọi người nhé, thì cũng còn rất là nhiều những cái sản phẩm khác mà Su sử dụng cái chi tiết thắt lưng như vậy để giúp cho khách hàng có cái cung cấp cho họ những cái hay ho hơn về sản phẩm của mình. Ví dụ như là ở đây có rất là nhiều những cái về đai lưng như vậy, mà trên rất là nhiều những cái sản phẩm mà Su sẽ làm được cho khách hàng, hay làm cho cái sản phẩm của mình như thế nào để có cái sự độc đáo hơn so với những cái sản phẩm cùng phân khúc khác ở trên thị trường. Thì như mọi người biết là ở trên sản phẩm thì bên cạnh những cái chi tiết như là về chi tiết form giá hay là về chi tiết màu sắc, thì còn một cái phần rất quan trọng, đó là cái phần phụ liệu này. Thì Su thấy rất là nhiều bên họ vì để mà tiết kiệm được cái nhân công cũng như là để nhanh hơn ấy, thì hầu như là họ sẽ sử dụng cái phần cúc như kiểu là cúc nhựa, nó sẽ rẻ hơn này, hay là cúc mà người ta có thể đính bằng máy thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Nhưng mà với bên Su nhá, thì Su sẽ thường thích sử dụng những cái cúc kim loại như thế này. Thứ nhất là về chi phí nó sẽ đắt hơn rất là nhiều so với cúc nhựa, có thể là đắt hơn 5 lần hoặc đắt hơn 6 lần luôn. Thậm chí là có những cái cúc mà Su sử dụng đắt hơn. Nhưng Su nghĩ đấy là một cái phần mà mình có thể làm độc đáo hơn so với những cái sản phẩm khác. Nói thật ra thì trong cái ngành thời trang ấy, sẽ có rất là nhiều những cái kiểu dáng váy như mà chị B đang mặc ở đây. Đó là cái dáng váy kiểu midi như thế này. Nhưng mà Su nghĩ là khi mà mình thêm cái chi tiết phần cúc như thế này vào trong váy thì nó sẽ có cái điểm nhấn hơn. Và tất cả những cái cúc mà Caffeine sử dụng thì hầu như đều là cúc kim loại hoặc là cúc về xà cừ. Nó là những cái chất liệu nó rất là độc đáo. Và mọi người có thể nhìn thấy là cái hộp cúc ở trên tay Su thì tất cả đều phải đính thủ công bằng tay cả. Thì cái về phần chi phí về nhân công cũng như là phần chi phí về mua nguyên vật liệu nó sẽ lớn hơn. Nhưng mà Su cũng cực đoan với cái việc này, đó là mình, cái sản phẩm của mình nó có sự độc đáo hơn đối với khách hàng. Thì đấy là cái điểm mà Su nghĩ là có rất là nhiều những khách hàng đến với Su và ở lại với Su vì cái sự cực đoan đó của Su đối với sản phẩm. Có một chuyện này, đó là một chị mua hàng của Su từ rất là lâu rồi, thế xong hình như là cũng là kiểu váy như thế này, xong cũng có đính cúc ấy, thế xong chị bị mất một cái cúc. Và chị có nhắn cho page của bên Su đó là có thể bán cho chị một cái cúc không.
thì Su bảo là bên em sẽ gửi tặng chị một bộ cúc nữa và ship cái bộ cúc đấy cho chị. Và lúc ấy là chị, thứ nhất là chị chỉ có mất một cái thôi, nhưng mà Su hoàn toàn có thể là tặng cho khách hàng về cái dịch vụ của mình có thể tặng cho khách hàng cả một bộ cúc mới, để lỡ sau này người ta lại mất thêm một cái cúc nữa thì sao, mình sẽ tặng dư ra. Thì đấy là vừa là về cái chất liệu của mình, là mình sử dụng nó độc đáo hơn so với thị trường, và thứ hai nữa là cái dịch vụ mà mình cung cấp cho khách hàng luôn luôn là sẵn sàng giúp cho khách hàng giải quyết được cái vấn đề của họ. Thì đấy là cái điều mà Su muốn nói với mọi người, khi mà mọi người làm sản phẩm hay bán sản phẩm, không phải là các bạn có sản phẩm xong bạn trưng bày ra là người ta sẽ mua, các bạn sẽ phải cung cấp rất là nhiều những cái thứ khác biệt hơn so với thị trường. Và khi mà các bạn cung cấp được cái điều đó ấy, thì các bạn sẽ phải nói cho khách hàng là mình cung cấp được cái gì, thông qua những cái content hay là thông qua những cái mà nó phải hiển thị rõ ràng, làm thế nào để người ta nhìn thấy và người ta cảm nhận được về cái điều đó, thì lúc đấy các bạn mới có thể bán được hàng. Thì mấy lần Su đọc ở trong group của Su ấy, thì có rất là nhiều bạn bảo là sao em nhập hàng về em thấy cũng là đẹp và giá của em cũng là ưu đãi, cũng là hợp lý ở trên thị trường, mà tại sao khách hàng vẫn không mua. Thì đấy chính là quay lại giải quyết cái bài toán mà Su vừa nói và chia sẻ đối với mọi người. Hãy phải, không phải là hãy mà hãy là phải, phải tìm ra cái USP của mình, tìm ra cái điểm bán hàng độc nhất của mình. À, đó là gì? Mình có thể cung cấp được gì cho khách hàng? Có thể bạn đang ít vốn, bạn chưa thể nào mà sản phẩm của bạn nó độc đáo hẳn, thì bạn hãy cung cấp dịch vụ cho khách hàng đi. Những cái cách này đó là gì? Đó là ví dụ mọi người có thể là tạo ra những cái customize. Ví dụ như là bạn nào có thể thêu tên của khách hàng lên cái bộ quần áo chẳng hạn. Đây là Su lấy ví dụ nhé. Thì ví dụ này thì Su thấy được là từ thương hiệu Dior thì họ có một cái túi tote. Cái túi tote đấy về nguyên bản thì nó sẽ có thêu cái chữ Christian Dior ở trên túi. Nhưng nếu như mà khách hàng order ấy, thì họ sẽ có thể thêu tên khách hàng lên trên cái túi đó. Thì đây là một cái kiểu customize mà sẽ giúp cho khách hàng cảm thấy là họ được nâng niu, họ được trân trọng và cái sản phẩm đó được làm riêng cho họ. Thì các bạn có thể ví dụ như là về một... tùy cái này là bạn sẽ phải tự tìm kiếm thêm. Ví dụ các bạn làm về áo thun chẳng hạn, thì các bạn có thể thêu tên khách hàng lên trên áo thun, hay là customize cái sản phẩm cho họ như thế nào, về áo thun hoặc là mũ, áo hoodie. Đó, đấy là những cái sản phẩm mà có thể gợi ý cho mọi người. Hoặc thậm chí những cái sản phẩm thời trang như Su, nếu như các bạn làm được, các bạn hoàn toàn có thể đánh cắp cái ý tưởng mà Su đang nói để đi làm luôn được nhá. Cái ý tưởng thứ hai đó là mọi người tạo ra được một cái sự độc đáo cho sản phẩm của mình. Su lấy ví dụ như thương hiệu Jacquemus, thì đây là một thương hiệu thời trang đương đại, không phải là một thương hiệu thời trang quá là lớn từ ngày xưa như kiểu Chanel hay là Dior các kiểu. Nhưng mà họ tạo ra một cái cơn bão trong ngành thời trang, đó là họ tạo ra một cái túi super mini. Cái túi mà sẽ có một cái trend mà chắc là các bạn sẽ nhìn thấy trên mạng, đó là cái túi bé tí mà xong mọi người bảo là chị đựng được đúng cái số tiền mà tôi có ấy. Thế cái túi đó trông nó rất là vô dụng, nhưng mà mọi người biết không, nó đã tạo ra một cái trào lưu bùng nổ trong ngành thời trang, và tất cả những cái thương hiệu khác hầu như đều học tập họ, kể cả những thương hiệu lớn. Thì đấy, khi mà họ, bây giờ bạn phải ngồi xuống, bạn nghĩ ra là mình có thể làm được cái gì độc đáo cho sản phẩm của mình. Ví dụ bạn cũng có thể đánh cắp cái ý tưởng đó và làm cho tất cả những cái quần áo mà các bạn đang bán nó có một cái túi mini chẳng hạn. Thì đấy là cái cách mà mọi người nhìn vào thế giới thời trang, hay nhìn vào những người đi trước mà có thể học tập và tìm ra cái ý tưởng cho mình. Hay như là các bạn có thể tạo ra một cái họa tiết hoặc là một cái sản phẩm độc quyền mà chỉ có bạn có. Thì cái độc quyền này nó sẽ hơi khó một tí, là bạn sẽ phải mang đi đăng ký và đăng kiểm cho nó làm thế nào để nó có được giấy chứng nhận thì bên khác mới không nhái được của bạn. Nhưng đây cũng là một cái ý tưởng rất là hay để bạn có được một cái gì đấy cho riêng bạn mà không ai có thể bắt chước. Ví dụ như mọi người có thể biết đến Burberry này, hay là mà Louis Vuitton, Gucci, thì rất là nhiều bên, Fendi này, Givenchy, Chanel, tất cả các bên lớn thì họ đều có một cái logo, sau đó họ đăng ký cái logo hoặc là cái họa tiết đó để làm lên trên những cái sản phẩm của mình. Thì với bạn, bạn có thể là vẽ về một cái hình in, hay là một cái hình gì đó mà độc quyền chỉ có bạn có hoặc là chỉ có bạn được sử dụng. Thì logo bạn đăng ký cho nó và có quyền sở hữu nó, thì lúc đấy bạn có thể in nó lên trên sản phẩm và trở thành một cái USP, một cái độc đáo cho bạn. Cái này thì nó cũng hơi khó, đó là bạn phải nghĩ ra được một cái gì đấy mà đại chúng yêu thích, hoặc là nó phải thực sự là dễ dàng sử dụng cho tất cả mọi người và phải mất thời gian đi đăng ký đăng kiểm. Nhưng đây là một cái ý tưởng để các bạn làm thế nào để cho sản phẩm của mình nó có một cái độc đáo không giống ai ở trên thị trường, thì lúc đấy bạn mới có một cái điểm nổi bật và người ta mới có thể là
đến với bạn vì cái điểm nổi bật đấy. Thì đấy là tất cả những cái chia sẻ của Su và những cái quan điểm cá nhân của Su về việc là làm thế nào để tạo ra được một cái điểm bán hàng độc nhất cho sản phẩm của mình. Với những bạn mới làm thì mọi người cần phải đọc, phải tư duy để tìm hiểu và suy nghĩ nhiều hơn. Hoặc là kể cả những bạn đã làm rồi thì mọi người cũng cần lật lại những cái lý thuyết này để xem là vấn đề của mình đang ở đâu và tháo gỡ nó. Thì tất cả những cái vấn đề mà Su vừa chia sẻ với mọi người thì Su cũng có viết rất là kỹ ở trong bộ tài liệu khởi sự kinh doanh thời trang. Nếu như bạn nào chưa biết về bộ tài liệu này thì mọi người có thể tham khảo cái link Su để ngay bên dưới phần mô tả của video. Còn hiện tại bây giờ thì Su sẽ kết thúc video này tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong những video chia sẻ về khởi nghiệp, về kinh doanh thời trang sau nhé.